đây là khné và ngày nay trong miền là một phê chị ta môi để trong này nông tật cái này là khné bà một phê chị ta ai bận đây và có stick bà nhưng mà tại lúc riêng tới tuần hôm bà mà gì bị tuần hôm với anh đi chơi xe sầm mùi cái như mà hôm ấy bà chân còn được thiếp sầm lấy thì chúng ta cũng ôn một mảnh trắng mà lưu clear cho mắt là o hơi bên vậy đi EQ vĩnh bà nhạc sạch mà sang mong bà EQ original bọc ai bên này mong bà ní bà cứ shoot bên tên bà chắc cả tôn chủ mùi nâng guitar ai bên này đi bà dương vậy đi cùng học hiệu vĩnh cứ xạ xong chủ mùi nâng bóng ôn để có trong dụng kinh nghiệm chia chít đưa lên là tam hang bà cứ ok này mà đâu bà tiếp số lên hay sầm lên có clean lỏ bằng lỏ hay khuyến thì anh lên của solo ấy ban ba đầu ba tung để khu phòng đài tiếp tục môi nâng đầm lại vinh bà đầm lại vinh cứ đầm lại bay rồi sai sầm là chân sầm là guitar original ai bên này môi nè mình có tham gia sạ xong mình chơi cho môi nâng bóng ôn mình trai co bao nhiêu bà và sẽ chia ba một mức to rồi cả ba nó đấy to tẹt đi nhom trắng nhưng mà làm hà sao lại mình chết đó bạn rồi nhom to và nhom tròn ba người ta đang đây ta sẽ nhom miên mà đạp đây ok chất nhà bông ô này sẽ lại một hết mà người ta acoustic ai vẫn nê bạn ai chơi ca một mức to và nơi home music center phòng đấy bạn như trong một hết đó mình men miên trong tay người ta ai vẫn nê đang tế bạn nên miên ai vẫn nê solo bạn hay nâng miên là guitar phim xây chỉ tràn tiết được chỉ Fender được chỉ ta của Mai được chỉ quay phim xây tiết miên tràn là tên là Home Music Center bạn. Ông con chắc là sẽ chỉ bong bong miên chỗ nào bảo đảm ai và đem nông can Home Music Center bán được có ăn một chat một pack to của bạn đây hay để tôi cho mọi người làm lấy đi nhưng mà chắc là bong bong chẳng được lấy từ 7 đôi size bạn. Ông con chắc là nó kia sản phẩm cao thứ sáu video mới đấy và ông con chắc là sẽ chỉ như chúng ta lấy ai chạm xuống với chúng ta bạn đây. Chúc các bạn ổn, ổn mình tên. Bye bye.